Rồi, hello anh em nha. Mình lên cho anh em bộ lửa 84 zin tháo xe kho Honda xe băng nội địa Nhật về. Tình trạng là nguyên zin cực đẹp nha. Thì bộ này mình bán cho anh em giá là 2,2 triệu. Tình trạng là nguyên zin, cuộn đèn cuộn lửa nguyên zin, chưa đụng chạm, bao sóng bao đủ thứ cho anh em ha. Đây, dây chui là nguyên zin nè, mềm dẻo nha. Đó, cũng chắc thóc xe kho. Đây, đây là bộ ông lửa. Không có lỗi làm gì hết nha anh em. Bán là còn xanh lè luôn nè. Bộ này bán giá 2,2 triệu nha. Sử dụng được cho tất cả các dòng xe 67 CD CL Cup. Nói chung quay rim cũng được mà không đời là ok. 2,2 triệu. Hàng tuyển VIP đẹp. Đó, vô lăng nè. Xi zin 100% nha anh em. Lửa đen xô ND xa băng nha anh em. Lửa thớt 84 FT gần. Cửa kích dài. Đó. Rồi. Anh em nào cần xài Zalo mình, lửa đẹp,